mẹ hồn xác về trời. Tin mừng không ghi một chữ nào về sự kiện Đức Maria được về trời cả hồn lẫn xác mà không phải chết như mọi người. Nhưng truyền thống giáo phụ ngay từ những thế kỷ đầu đã tuyên xưng điều này, như thánh Ephrem ở những năm 373, Epiphan de Salamin thế kỷ thứ tư, Gregor de Tours thế kỷ thứ sáu và cụ thể là thế kỷ thứ bảy, với ảnh hưởng của Đức Giáo Hoàng Theodore, tên gọi lễ môn triệu đã thành hình và được công đồng Mazen năm 813 ghi tên vào các ngày lễ bắt buộc. Và ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã chính thức tuyên tín Đức Maria hồn xác về trời là một tín điều qua tông huấn Munificentissimus, và ngày lễ kính được ấn định vào 15 tháng 8 hàng năm. Năm nay mừng mẹ về trời giữa những khó khăn của giáo hội toàn cầu, với lo âu của Đức Thánh Cha Phanxicô cho một giáo hội thực sự là nhà của Thiên Chúa cho con người, một giáo hội mang dung mạo đích thực của Đức Giêsu Thiên Chúa làm người, yêu thương và cứu độ, một giáo hội có những chủ trương đơn sơ trong nếp sống, bao dung thương xót trong tâm hồn, đằm thắm hiền lành trong cung cách, nhất là gần gũi đoàn chiên, mang lấy mùi chiên, bởi một giáo hội xa con người, vô cảm trước khốn nạn của con người, vô tình trước yếu đuối của con người, như thầy Lê Vi và thầy Tư Tế trong dụ ngôn người Samari nhân lành trong tin mừng Luca. Cả hai đều thấy nhưng đều tránh qua một bên mà đi, bỏ người đi đường vừa bị cướp lột sạch, đánh như tử, mặc người ấy nửa sống nửa chết bên vệ đường, sẽ không còn sức sống, ánh sáng sự thật, niềm tin và hy vọng cho con người tìm đến. Bên cạnh nỗi lo về một giáo hội ngày càng bị thế tục hóa là nỗi lo giáo hội trước những đòn thù thế tục rất ác độc của thế gian, những tố cáo vu oan từ chuyện tiền bạc đến chuyện lạm dụng tình dục trong hàng giáo phẩm giáo sĩ khắp nơi hàng ngày, là tin nóng trên các trang mạng báo chí, truyền thanh truyền hình đang cào nát khuôn mặt của giáo hội, là hồn thê kiều diễm của Đức Giêsu. Mừng mẹ về trời năm nay, giáo điểm tin mừng nhà bè Việt Nam cũng đang làm nhiều người hoặc ngột ngạt, ngao ngán, nghi ngờ, ngượng ngùng, hoặc ngỡ ngàng, nghẹn ngào, ngậm ngùi, nghĩ ngợi, tùy theo thuộc về phe nhóm, quan điểm chiến tuyến nào, trước những quyết định bất ngờ với bên này nhưng bất công với bên kia, bất tuân phục đối với bên này nhưng bất khả thi với bên nọ. Tuy tất cả chỉ có chung một Chúa, một đức tin, một phép rửa, một Thiên Chúa là Cha. Mừng mẹ về trời năm nay cũng là lúc đất nước đang bị đe dọa từ thế lực lạ ngoài biển Đông. Tuy không ai nói với ai, nhưng tâm hồn Việt Nam nào cũng thổn thức lo âu, trái tim Việt Nam nào không tức giấc quặn đau, vì có người Việt Nam nào không yêu đất nước, không yêu giống nòi, không gắn bó với quê hương. Mừng mẹ về trời năm nay khiến người Việt cả thế giới thất kinh và đau buồn sau biến cố cháu Lê Hoàng Long 6 tuổi, học sinh lớp 1 của trường quốc tế Gateway Hà Nội, ngày 6 tháng 8 đã tức tưởi chết ngạt, chết nóng, chết đói, chết khát, chết sợ vì bị người lớn vô trách nhiệm bỏ quên cả ngày trong xe đóng chặt cửa dưới cái nắng khủng khiếp của mùa hè Việt Nam. Cái chết thật hãi hùng, đau thương chỉ nghĩ đến những giờ bé phải một mình đối đầu với đói, khát, nóng, rồi hốt hoảng la khóc điên loạn vì sợ hãi, khi thiết bị nhốt kín một mình trong xe cũng đủ làm đứt ruột, đứt gan những người làm cha làm mẹ. Chưa nói đến cơn đau thất thần, cơn đau vật vã vượt sức người có hạn của cha mẹ, gia đình cháu. Mừng mẹ về trời năm nay cùng mọi người nghèo khổ đau bệnh, bị gia đình ruồng bỏ, bị xã hội tẩy chay lên án, bị giáo hội hiểu lầm xử tệ. Con khấn xin mẹ cho chúng con biết yêu mến những sự thuộc đời sâu bằng yêu mến những con người bé mọn của đời này. Vì chỉ khi biết yêu những con người bé mọn, chúng con mới thấy mình không buồn, không tủi, không thất vọng, không chán trường, không nản chí, không buông xuôi, không nổi loạn, không thù oán, không lấy răng đền răng, mắt đền mắt,
không nhất quyết đòi nợ máu của bất cứ ai, vì chỉ trong những gì bé mọn, Chúa mới cho chúng con thấy uy quyền và tình yêu của Chúa. Chỉ nơi anh em hèn yếu, chúng con mới gặp được Chúa. Chỉ với những thân phận thiếu may mắn bất hạnh, chúng con mới được ủi an khi an ủi họ, mới được lãnh nhận khi hiến thân cho họ. Vì chính những người bé mọn này sẽ chỉ cho chúng con biết chúng con là những người được Thiên Chúa yêu thương, như họ đã được Thiên Chúa mặc khải, như Đức Giêsu đã khẳng định: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Lạy Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội và hồn xác lên trời. Mẹ đã được vinh dự vô nhiễm nguyên tội và phần thưởng hồn xác lên trời, vì mẹ đã luôn nhận mình là kẻ hèn mọn, nữ tỳ bất xứng của Thiên Chúa. Hơn ai hết, mẹ biết giá trị của những gì nhỏ bé hèn mọn, hiểu tình thương xót bao la của Thiên Chúa đổ trên những ai có tâm hồn khiêm nhường và xác tín quyền năng cứu độ của thánh giá khổ đau ô nhục, bị bỏ rơi, bị tẩy chay, bị lên án vì mẹ tin vào lời của Thiên Chúa đã hứa với cha ông, và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho tổ phụ Abraham và con cháu đến muôn đời. Vì mẹ tin vào lời của Đức Giêsu con mẹ: Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh nhiều bông hạt. Mừng mẹ hồn xác về trời, chúng con tạ ơn Thiên Chúa đã thương đến phận hèn tân nữ là mẹ, để tất cả chúng con cũng được Chúa thương mẹ chiều. Và từ ngày chúng con nơi gương mẹ tập sống phận thấp hèn tôi tớ Chúa trong mọi cảnh huống bất công, thử thách, khổ đau, nhục nhằn của cuộc sống ở đời này, với niềm mơ ước khôn nguôi những sự trên trời ở đời sau. Muôn thiên thần cánh trắng hôm nay đưa mẹ về trời, sao sáng người trên đầu mẹ bay lên, mẹ bay lên, áo mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi. Trong ngàn muôn đóa hoa xinh tươi trong vườn thiên cung, mẹ sáng lấp lánh là nụ hoa chính cung, ngát hương ngây ngất thiên đường. Mẹ sáng lấp lánh là nụ hoa yêu thương, ngát hương cho người muôn phương. Muôn thiên thần cánh trắng hôm nay đưa mẹ về trời, sao sáng người trên đầu mẹ bay lên, mẹ bay lên, áo mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi. Con nhìn theo đám mây, mây đưa mẹ về thiên cung, lòng muốn chắp cánh cùng mẹ bay lên cao, ước ao trông thấy quê trời. Lòng muốn chắp cánh cùng mẹ bay lên mây, sống vui bên mẹ từ đây. Trên đầu mẹ bay lên, mẹ bay lên, áo mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi. Như mặt trời sáng tươi trên cao trông nhìn muôn nơi, mẹ hãy chiếu sáng để đời con an vui, bước qua gian khó cuộc đời. Mẹ hãy chiếu sáng để lòng con thanh cao, lên thiên đàng mai sau. Muôn thiên thần cánh trắng hôm nay đưa mẹ về trời, sao sáng người trên đầu mẹ bay lên,
mẹ bay lên.